Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý vị thính giả, bài học Kinh Thánh hôm nay có đề tài Trung tín phục vụ Chúa, khích lệ chúng ta cần nhìn nhận anh chị em mình dựa trên tiêu chuẩn của Chúa, đó là sự nhiệt thành, hết lòng trong công tác Chúa giao phó. Bài học nương trên hai câu Kinh Thánh, Cô-rinh-tô nhất chương 16, câu 10, câu 11. Nếu Timôthê đến thăm anh em, hãy giữ cho người khỏi sợ sệt gì trong anh em, vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Nên chớ có ai khinh người, hãy đưa người đi về bình an, hầu cho người đến cùng tôi, vì tôi đương đợi người đồng đến với anh em. Câu gốc của bài học là: nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Philip chương 2 câu 22. Câu hỏi suy ngẫm: sứ đồ Phaolô dặn dò các tín hữu Cô-rinh-tô cần có thái độ ra sao đối với người được ông sai đến? Lý do chính để sứ đồ Phaolô giới thiệu ông Timôthê như vậy là gì? Hội thánh và những người trẻ tuổi cần làm gì để tránh tình trạng đánh giá nhau theo tiêu chuẩn của mình? Kính thưa quý vị, vì còn lo công tác truyền giáo ở thành Ê-phê-sô, nên sứ đồ Phao-lô đã sai ông Timôthê là một thanh niên còn trẻ tuổi đến thăm hội thánh Cô-rinh-tô trước. Trong thư giới thiệu, ông dặn dò đừng ai xem thường anh và hãy giúp cho anh được thoải mái cho đến khi anh trở về bình an với sứ đồ Phao-lô, vì ông đang trông đợi, trong câu 10, câu 11. Một người cao tuổi, ân cần giới thiệu một người trẻ, không phải vì người trẻ là con thuộc linh của mình hay vì ơn nghĩa nào khác, cũng không phải vì chức vụ, địa vị hay học thức của người trẻ, mà chính vì người cũng làm việc cho Chúa như chính mình tôi vậy. Đó chính là đời sống trung tín hậu việc Đức Chúa Trời của sứ đồ Phao-lô viết về Timôthê cho hội thánh Philip. Nhưng anh em đã biết sự trung tín từng trải của người và biết người là trung thành với tôi về việc tin lành như con ở với cha vậy. Philip chương 2 câu 22. Hội thánh Cô-rinh-tô đã và đang xảy ra tình trạng chia rẽ thành nhiều phe phái vì họ đánh giá người hầu việc Chúa theo tuổi tác, chức vụ hoặc theo cảm tình riêng. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 11 đến câu 13. Vì vậy sứ đồ Phao-lô lo ngại sẽ có những ánh mắt dò xét, thái độ xem thường đối với chàng trai trẻ Timôthê, nên ông đã dặn dò chu đáo để không bị ảnh hưởng đến công việc Chúa. Tình trạng đánh giá người khác theo tiêu chuẩn của mình cũng thường xảy ra trong hội thánh ngày nay. Cho nên để nhận được sự tôn trọng, một số người trẻ đã tự chứng tỏ mình bằng dáng vẻ, tác phong bề ngoài hoặc khoe khoang trình độ học thức. Qua lời giới thiệu về ông Timôthê của sứ đồ Phao-lô cho thấy người được tôn trọng không hẳn do tuổi tác, nhưng chính là ở lòng trung tín phục vụ Chúa của người đó. Chỉ khi mọi người thấy rõ chúng ta trung tín trong đức tin cùng công tác phục vụ, thì tất yếu sẽ nhận được sự tôn trọng từ anh chị em trong cộng đồng đức tin. Còn dân Chúa cũng đừng nên có những ánh mắt, thái độ xem thường những người trẻ tuổi đang hầu việc Chúa, nhưng cần nhìn vào gương trung tín trong đời sống phục vụ Đức Chúa Trời của họ. Mặt khác, là người trẻ hầu việc Chúa, chúng ta cũng đừng quá lo ngại mình sẽ bị xem khinh vì thiếu kinh nghiệm, cũng đừng đòi hỏi được tôn trọng vì chức vụ, trình độ. Nhưng hãy ân cần, lấy lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Theo Timôthê nhất chương 4 câu 12. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời, xin giúp con luôn trung tín phục vụ Chúa và nêu gương trong lời nói, nét làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch giữa vòng anh em cùng đức tin. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta cần làm gì để giúp nhau trung tín phục vụ Chúa? Dặn lòng trung tín ai ơi,
dầu cho gian khó giữa đời bão giông, đức tin bền vững sạch trong, tận tâm theo Chúa, lo công việc Ngài. Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.